Hôm nay cả nhà mình ăn một món rất là lạ, là món canh cua rồng, rau đay, mắm tôm. Ông anh rể ông thay vì cua đồng thì làm bằng con crawfish. Mình lấy mình với cái càng của nó, mình giả ra mình nấu cái canh cua ăn cũng không thua gì con cua đồng. Và cái tướng ngồi giả hán để quay để làm cua này cũng hay lắm. Này không biết mà cậu coi chừng là nó thò ra mà giả mà cái là dập hết trứng. Dập hết trứng luôn. Có nhiều vậy Phương? Mấy càng vậy? Phí vậy? Đây là rau đay thì mình hái ngoài vườn. Còn bồng tơi ở dưới. Nấu hai cái chung hả? Ừ. Ờ. Mướp rồi đó, không tủ lấy cái mướp luôn. Mướp nhà mình có hay mướp ở đâu có vậy? Mở tủ đó. Mướp nhà mình luôn hả? Đây chỉ mướp ở nhà đâu luôn. Wow, bự không? Đó, sẽ được một món canh rất là ngon. Canh cua rau đay mùng tơi với mướp là một đầu bếp mình thuê từ Việt Nam đang làm món tép đồng rang khô. Cái này ăn ngon vừa tôm, cái này nó mỏng không có bị cứng. Ram khô, bỏ thêm chút hành lá vào chị không? Hành lá vô, từ cắt bỏ lên trên, tắt lửa để bỏ lại hành lá. Nói chung là nấu ăn cũng rất giỏi, mình cũng phải tham gia một ý kiến để mình cho người này giỏi hơn chứ người này cũng không có được giỏi như mình. Cái này mà ngon ấy là công của em, tại em chỉ cho chị, hiểu không? Công của em này không có hành lá vô đó, không thơm nữa. Công của em. Đây là món cháo heo. Cháo bò, sorry. Cháo nấu bằng heo chứ không phải nấu cho heo ăn. Cháo nấu với thịt bò. Chị đừng hiểu lầm em. Nấu cho tụi nhỏ 8 tuổi, 7 tuổi mà vẫn cần nấu ăn cháo. Cháo thịt bò bằm với cà rốt rồi broccoli, khoai tây này kia bằm ra nấu cho tụi nhỏ ăn cho nó tốt, cho sức khỏe. Tép cho bò. Sau khi giả crawfish bỏ vào nước và cho thêm một chút muối vào. Mình sẽ bỏ vô một cái đồ sàn. Cái ray á, mình sẽ rè sàn nó ra, mình chỉ lấy cái nước mình nấu thôi, còn những cái cạnh bã mình sử dụng đi. Đó. Em làm thì em không có giả như anh Phương, em bỏ cho mấy xịt tốt xay thôi. Nó không khư, bỏ xịt tốt xay, em làm hoài à, nó xay nhuyễn ra, nó rất là màu, rất là đỏ và nó đỡ cực, mình phải giả và rất là cực. Cái bò xin tố xay ra với chút xíu muối nước vô là mình nấu được, phải không cần phải giả như vậy cực lắm. Nằm dưới trước nè. Đó, thấy không? Bò mà xin tố xay nó khác liền nè, cái thịt của nó sẽ tan ra nhiều hơn. Và cái nước nó ngọt hơn, đặc hơn là khi mình giả. Em nói là không nghe. Đây là ý kiến của mình nên bỏ sinh tố mình xay. Cái máy sinh tố mình được dùng để thay xay mình đừng có dùng mình xay nước trái cây mình uống, mình chỉ có xay only về thịt và cua thôi. Nhưng mà cái nhiều cái nutribullet đó, cái đó nó mạnh hơn là cái máy bình thường. Ngon dễ sợ luôn. Chút nữa chị Hương lấy mướp, chị Hương cắt ra trên tập mình nè, da đẹp lắm. Cà chua cho nhìn nó vậy mà nó mềm lắm. Bắp cà chua và nè hả? Không. Cà chua đi la em biết rồi, mà đắp và nè bằng mướp á, cái mặt chị nó dài giống cái mướp đẹp lắm. Tại vì cái mặt chị nó tròn quá hiểu. Chị đắp cho nó dài giống cái mướp á, nó sẽ ngon hơn. Cái phần kia mà thấy da mặt nó nổi mụn. Da mặt nổi mụn là vì anh cà pháo nhiều quá. Ngày sao nào chị cũng... nói em mặt em nổi mụn em không chấp nhận. Ngày nào cũng cà pháo ăn vô cho mắm tô kiểu đó mà mụn không mọc với lạ. Em ngồi em bóc hả, cái mụn của em nó xịt ra hả, bay 30 cây số luôn đó. Cái mỏ của em nó dài luôn á. Ừ. Nó thua mỏ chị. Nước cà sôi riêu đã nổi. Sau khi em đem mắm tôm và riêu đã nổi lên trên mặt, nhìn này, ngon không? Rất là ngon, cùng một lấy mắm bự. Rồi bỏ vô.
múc thêm vô. Mình mới thuê được một cô người hầu chuyên gia là chờ đợi khi nấu ăn xong là sẽ bưng nồi bưng tô để hấn sẵn. Không, em thích hành lá cho nó hút cái mùi ngon đi. Cho chiếc miếng cua lên trên mặt. Quá ngon luôn. Cái này là cũng hên trời mưa nên là nước canh hơi bị nhiều nước. Chưa chị, chị đừng có chị. Trời lũ lụt nên canh hơi bị nhiều nước. Do vậy bà Hương bà ăn nhiều quá phải bổ nhiều chút xíu nước vô cho nó bà hút thuộc tục. Rồi chờ chút được rồi. Coi. Một lé một tơi chưa chín à. Sao hả chị? Cho đây lá chị cho chị ăn. Hát của ông này, ông anh hai ông đi câu ngoài biển về cá chia. Làm gì ta? Nói gì? Món tôm hả? Món tôm. Đây là hai con lợn đang ăn cháo. Cá bò đó, thằng kia thì ăn trong vòng 20 giây là xong tôi ăn chén cháo. Rồi đem xuống bếp rửa. Rửa luôn ok. Con này ăn á thì ăn đàng hoàng chứ phải vừa ăn vừa coi. Ok. Anh hai finish cái chén kia rồi, lẹ lẹ lên. Hư là úp mặt cho tường đánh. Ok. Anh lẹ. Nó mà ăn trên cơm mà không chửi nó là nó phải 3 ngày nó mới ăn xong trên cơm đó. Thường thường hay nấu cháo cho nó ăn cũng tương đối là mỗi ngày luôn á. Cháo bò bằm hoặc là thịt bò hoặc thịt heo thịt gà. Rồi cho khoai tây, rồi cho cà rốt, rồi cho broccoli này kia nọ, rồi nêm nếm chút xíu muối bột nêm thôi chứ không cho bột ngọt. Tụi nhỏ nó ăn nó dễ tiêu hóa và nó tốt cho sức khỏe của nó. Sau khi bốn đầu bếp đã vào lật lộn và chửi lộn trong nhà bếp, vật lộn và chửi lộn thì bữa cơm đã hoàn tất. Sau đây master sẽ làm dấu để cho cả nhà cùng thưởng thức. Lẹ. Ok. Đúng chưa? Đúng chưa? Bữa ăn đã hoàn tất. Canh cua đồng rau đay crawfish với mướp cá chiên đi câu. Ớt lá thúi địch nhà chồng. Ớt hả? Ớt nhà chồng. Dưa leo ớt nhà chồng luôn. Cà pháo với mắm tôm cũng là nhà chờ nhà làm luôn. Và tép đồng rang thì đi mua. Cà chua thì nhà chồng. Và rau rau gì quên rồi. Rau càng cua. Leo có hai loại, một loại của nhà mình. Nhà của mình có sọc ở bên da là ngồi nhà mình cùng. Tất cả câu chuyện cho mọi người nghe. Đây là bà chị của mình, bà cũng ít cân lắm và cũng nặng chừng 300 pounds rồi. Và có một câu chuyện thời xưa ở Việt Nam, mọi người cùng lắng nghe nha. Bà tên là bà Hương. Bà Hương, bà về làm dâu. Rồi gia đình ăn nhà cửa dưới quê nghèo, xong rồi ăn thì mình phải để bữa ăn sơ xa, mình gắp tới bà mới chồm tới bà gắp xa rồi đi bà kêu ít. Cả nhà bảo nhiều mà ăn rồi sao mà kêu ít ăn đi. Thôi tay anh chụp lát cười coi. Thôi kể chuyện Phương. Dạ đang ăn mà Phương. Được, đến bên Sơn kể chuyện các bạn Sơn. Sao em bắt tao kể chuyện đấy nào. Cái con bé mà ở lớp em ấy nó đi qua nhà ông thầy. Sao mà nó đang vừa với tay ra nó gắp một miếng thịt gà. Thì bé lại dục là con đây con gắp thịt gà nhiều và con ăn đến thế con bé tự nhiên nước mắt nó cũng chảy ra mắc cờ quá. Nó mắc cờ quá là bởi vì nó im đang quay phim vậy chị. Ta kể chuyện tiếp. Sao nữa? Kể đi. Con lắc ra cười. Không kể đó. Đừng duyên người ta quay phim mà. Rồi sao cái thịt gà thấy ra khóc rồi sao vậy? Nói đó. Bà này kể chuyện dung như nhất cuộc đời, không ai dung như bằng bà này hết. Hôm nay mình sẽ đi hái cà chua mình ăn.
tại mình rất là thích ăn cà chua sống. Ok. Cà rổ trong nhà, có mấy rổ trong nhà luôn. Ok, mình rửa mình ăn tại chỗ. Thực sự ở nhà cũng không cần phải rửa cà chua, vườn cũng sạch lắm. Ok, đây mình ăn hưởng thụ có lòng chim, khí hậu rất là mát, và một con một chai tương muối ớt này, ăn cà chua là hết sảy luôn. Hey, what uncle, what can you feed the rabbit with tomato? Sure. I feed the rabbit with this, I don't know which one though. Which one? I don't know. Well, this is the big one. I'll eat this one. Okay, here you go. No, it's chewed. You gotta crack it something. Just eat it. Just open it. Dude, how about it goes out? How would it bite me? I'm not gonna bite you. Throw it in. Just, you know. Uh-oh. Got some trouble. Aww. He enjoys it. Yeah. Some rabbits like, you know, carrots. So, my last one. Can you sprinkle the, peppers or not? Yeah. So crunchy. Oh my god. Too much. Try. I'm scared. Well, it tastes like strawberry. Oh. Richie, trust me. No. Oh, they're cooked. Promise you're not gonna die. Just one bite, please. Okay, fine. It's healthy. Oh my god. Why? Tastes good. One more bite. Yeah. Richie. Fine. It tastes like strawberry. Bigger. Open your mouth. Oh my god. Man, you're a big boy. Come on, last piece. I'll eat. Okay, open your mouth. Bro, it's veggies. Oh, it's healthy. God. Okay, you want peppers on it? It's yeah. Spicy though. Okay, eat it. One last piece. 1, 2, 3. Last bite. Open your mouth bigger. Bro! Okay, last piece. I promise you, I'm gonna leave you alone. Okay? Bite. Come on. Bro, hurry up. 1, 2, 3, go. Wait. Wait, what? What? That's it. We're still healthy. I'm gonna finish. You try first. That's it. Good. Oh, what's that, James? Yeah. That's sweet. Oh, tastes good. The whole thing. Oh, tastes good. It's really good. One more. Okay, that's it. Oh my god. Ew. Good idea. What is it? Jam. Grapes? Grapes with jam.
You eat it with a sandwich, though. All right. I'm gonna hang the bird up. Oh, no more. He wanna come outside. All right. Hôm nay trái cây nó cũng lớn lắm rồi. Này mười mấy trái luôn. Hôm nay bà chị gái đầm lấy gì? Hai rau rau má để làm rau má đậu xanh. Hôm bữa mình hái một rổ rau má, mình kể cho mọi người nghe nha. Mình hái một rổ rau má nhiều lắm, hết cái vườn luôn. Mình bỏ vô ba trái dừa, mình hai trái dừa, mình xay nước mình uống, xong cái mình thấy nó đặc quá, cái mình thấy cái chai nước bên cạnh mình để mình đổ vô, mình pha thêm vô, rồi mình cho nó lỏng ra bớt. Ai ngờ cái nước, cái chai nước đó là không phải là nước mà là nước muối. Cái bà điên này nè, bà mới lấy rau nước muối, bà xúc miệng cho nó khỏi để giết cái con vi khuẩn corona. Thế bà xúc miệng xong bà để ngay trên bàn luôn. Mình tưởng nước bình thường mình bỏ cho mình pha. Điên mà nó lại điên đổi. Điên nhưng mà điên. Nghĩ sao cái bàn uống nước của bà bỏ chai nước vô mà tâm. Thế là mình đổ nguyên một chai nước muối vô. Nước muối mình cứ loại mà nặng mặn á. Uống xong vô đậu nào vô đậu xanh hấp bỏ vô xay ra nước dừa, đổ nguyên một chai nước muối vô uống mà sao nó mặn dữ vậy. Là mà đổ hết một ca rau má khổng lồ luôn, phải đến 10 người uống. Quá trời rau má. Sao rau má vậy bà Hương, mà uống hôm nay bà có kinh. Bà trên YouTube cho bà. Dạ mũi tao mà. Uống rau má cho bà Hương cháu mua. Bà tu hành rồi. Quốc bà cho uống rau má rồi chết. Không được uống đó hả Tâm? Ừ đó mà. Chết. Rất nhiều lắm. Sau khi rửa, chuẩn bị sẽ xay. Nước dừa rồi hả? Nhà bà ngoại chắc còn. Thôi không có nước dừa thì không có nước dừa thì xay nước cũng được. Thôi khỏi đi. Ok, rau má đã được bỏ vô cối xay và nước dừa đổ vào. Ok, sau đó mình sẽ xay. Sau khi mình lọc, mình cho đậu xanh vô. Để chém cái kia. Hết rồi. Đẩy vô. Rồi mình xay. Xanh chóng lắm. Đậu xanh đã hoàn tất. Đậu xanh đã hoàn tất. Okay, I dare you to drink it all. How does it taste? Good? Stop it! Go on. This is light. Look at that. High vườn. Vâng. Cà chua ở nhà chồng nó giòn ha. Nó giòn cứng luôn á. Đây là củ kiều. Củ kiều mới hái cách đây mấy ngày Phương? Phương, hai bữa hả? Cả vườn một ngày thôi hả? Ờ, một góc thôi. Cũng bự ghê luôn đó chứ. Đó mình ngâm đường với nước mắm với giấm ăn quanh năm luôn. Đây là bánh ca nhà mình làm.
qua ra vườn hái lá gai, cái lá gai bên ngoài vườn, xong rồi bỏ vô gói bánh, nó cũng ngon. Mở ra đây. Bro, this is my house. And then, okay. Okay, are you going to? This is my house. Okay, go there to stay. Keep. Rất là ngon. Mọi người còn nhớ cái lá gai không? Hôm bữa mình chưa có quay vậy đó. Hôm nay mình cũng cắt cho nó ngắn, tại nó cao nó dài quá nên cắt ngắn đi cho nó mọc chồi mới lên. Hôm qua mình cũng hái một mớ rồi. Mình dã ra mình lấy nước á, mình bỏ mình xay ra xong cái mình trộn với cái bột mình làm bánh lá gai đó. Đó. Ăn rất là ngon, cái mùi nó thơm và nó tự nhiên, nó không phải là như cái mấy cái bánh gai ở chợ mình mua hoặc là mình mua ở bên Việt Nam, nó bán những cái loại bột đó mà mình bỏ vô mình pha nó đen thui à, đen như là nó đen thui giống như là than vậy đó. Mình cũng không biết là cái bột đó là bột gì, nó pha là cái gì, hay là nó bỏ chất độc, hay là cái màu phẩm vô cho nó đen. Mà cái lá gai mình trồng thì mình làm bánh thì nó sẽ ngon hơn chắc chắn rồi, nó tự nhiên và nó không có chất độc.